Con xin kính chào cha và chào cộng đoàn. Con xin giới thiệu, con là Nguyễn Hồng Vân, 41 tuổi, con ở Tuyên Quang, ở xứ Vân Cương. Thưa cha, con xin kể với cha và cộng đoàn, con được ơn chữa lành. Và cách đây vào tháng 6 năm 2015, thưa cha, con đi khám ở bệnh viện Liệt Mai. Mà con đã khám ở vài ngày sau là con nhận được một cái kết quả là con đã bị ung thư phổi, thưa cha. Và trong những cái ngày đấy thì thưa cha là con, vợ chồng con rất là buồn. Và ở làng con có một chú có cái địa chỉ của cha, và vợ con đã nhắn tin cho cha, và cha cũng chẳng nhắn lại. Sau phải khoảng gần nửa tháng thì vợ chồng con có kết quả đấy, thì bác sĩ bảo là phải bây giờ là vào viện mà đi phẫu thuật và làm thuốc. Thì thưa cha là con vẫn trong thời gian đấy thì vợ chồng con vẫn cứ siêng năng cầu nguyện bền bỉ cả ngày lẫn đêm, và sáng con không lúc nào là rời xa chùa. Và con làm thuốc vào trong con viện, con đi mổ, mổ thì con về, thì khi con về một thời gian nữa rồi thì cái lúc mà tư tưởng nó giao tranh mà buồn bã lắm, lúc cả vợ chồng con là gia đình ấy, thì đúng lúc đấy thì con nhận vợ con và vợ chồng con xuống bệnh viện, nó cứ đang ở đấy để chuẩn bị vào làm thuốc. Thì thầy chú đó thì đúng là con nhận được cái tin nhắn của cha, vợ chồng con vui mừng quá. Thật lúc ấy con cảm giác như nữa là khỏi bệnh rồi cha ạ. Thì con vợ chồng con tín thác vào Chúa như thế. Thế rồi là qua cái quá trình mà con vào viện ấy, chuyển, thì thưa cha là ba lần con làm thuốc ấy, thì lúc ấy con yếu lắm, gầy không được như giờ đâu ạ, con có hơn mấy cân thôi. Và đến lần thứ ba rồi thì là con, bác sĩ bảo là chuyển lần này là anh đã bị thiếu hụt cầu, tiểu cầu. Anh phải ăn thật nhiều để hết sức mà đủ cái lượng máu để truyền cầu cha. Và về thì con yếu mà con cũng ăn mà nó không cứ tọt ói nó nôn rồi. Thế rồi mà là lần tới nữa là sắp đến rồi, trước khi về thì bác sĩ bảo thế tôi đưa cho anh một cái mũi thuốc này, là trước là một tuần xuống là anh phải tiêm kích cầu ở nhà đi, sẽ đến đủ cái lượng máu để mà mới truyền được ạ. Và trong cái thời gian còn một tuần nữa thì con xuống viện là làm cái toa thứ 4 ấy. Thì cái cha là con quên, con không nhớ được là bác sĩ dặn con là phải kích cầu thì mới đủ cái lượng máu để con mới được truyền vào cái toa thuốc tiếp đâu, là cái toa thứ 4 á. Thế cho rồi là thì con quên, nhưng mà đổ con Minh điện với bác sĩ, và thưa bác sĩ là và rồi cuối cùng thì sao, điện kết quả. Kết quả là thưa cha là bây giờ thì con khỏi hoàn toàn hả, nhưng con kể tiếp nữa. Đúng ngày đấy thì con xuống thì con viện bác sĩ bảo anh không phải xuống nữa, anh đã lần vừa rồi là lần thứ ba anh đã thiếu tiểu cầu bạch cầu rồi, anh xuống làm gì. Thế là ba lần truyền của tôi là công cốc ra sông ra biển hết rồi, coi là không đủ liều lượng nữa, mà bị gián đoạn thế này là anh không coi được một tác dụng gì nữa. Thế ra là con, vợ chồng con buồn và khóc nhiều lắm, quỳ trước tượng Chúa lòng thương xót cầu nguyện và xin con mai về con đủ cái lượng bạch cầu này để con làm thuốc để cho con khỏi bệnh. Thế rồi là và lạy Chúa thôi, là Chúa đã thương, xuống khám con đưa sổ vào bác sĩ ngạc nhiên, bác sĩ bảo tại sao anh không tiêm mà sau lần trước anh đã thiếu bạch cầu như thế, mà là sau lần này anh lại đủ điều kiện anh nhập viện luôn đi. Thế Chúa vợ chồng con mừng quá thế cả. Nhưng mà thưa cha là con làm tiếp đến tòa thứ 8, thì đến bây giờ thì mỗi năm con chỉ khám định kỳ, hoàn toàn phải mạnh, đánh 4 năm xét bóng chuyển buổi chiều luôn, không có gì cả luôn. Nhờ ung thư khỏi rồi đi đánh 4 năm xét bóng chuyển nữa thì em thấy đó là chỉ có, mà lại là người theo đúng quy trình là phải làm như thế này, mà anh ta quên mất. Mà bác sĩ nói là nếu anh quên như vậy, tất cả những toa thuốc mà tôi cho anh từ trước đến giờ coi như công cốc đổ xuống sông xuống biển hết. Mà chính cái người ta công cốc đổ xuống sông xuống biển hết thì lại là lúc mà Chúa ra tay để cứu chữa anh ấy. Cho nên chúng ta thấy giống như là người bại liệt 38 năm,
chỉ cần Chúa hỏi anh có muốn không, người đó nói là tôi muốn lắm mà không ai giúp tôi, thì không ai giúp thì Chúa giúp, không ai giúp thì Chúa giúp. Nhớ cái đó trong cuộc đời này, khi mình thất vọng, mình bế tắc rồi, không ai muốn giúp mình thì anh chị em nói vậy chả hay tin, là phải nói một cách sắc tín mãnh liệt lên, cầm cái cây quạt cao lên và nói thật mạnh, khi mà bế tắc hoàn toàn không ai giúp thì khi mình xa cơ thất thế, không còn chỗ nào để cậy dựa nữa, không còn ai đưa tay giúp mình thì khi mà mình thất vọng hoàn toàn, khi mình bế tắc tuyệt vọng, như là người bại liệt 38 năm, như là người anh em này, ba cái toa thuốc cho vào công cốc hết, không còn làm được cái gì nữa vì cái tội quên. Và khi ta thất bại trong cuộc đời này, khi những người thân yêu của ta bỏ ta, khi những người mà nâng đỡ ta không còn nữa, không còn ai giúp thì tin không? Không ai giúp thì không ai giúp thì không ai giúp thì đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đâu vợ đâu? Đây mời chị lên đây. Con trong cái quá trình con bệnh tật thì vợ con là cái động viên và thúc giục con. Đây, cầm anh cầm lấy. Chúng ta mày thấy có một cặp, hai cặp, và hai cặp này là cặp thứ ba. Hôm nay đúng là lễ thánh dù xẻ. Con đứng ngoài đây chúng ta. Con tên là gì? Con là Maria Nguyễn Thị Toan ạ. Vâng. Con hôm nay là 38 tuổi. Và con có hai con, một con gái là 16 tuổi và con thứ hai là... Rồi con nói to lên chút xíu là trong cái quá trình anh bệnh như vậy thì chúng con đã trải qua những cung bậc khó khăn, thử thách như thế nào, nói cho mọi người nghe để họ vững tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa hơn. Thưa cha, thực ra bệnh ung thư là cái bệnh ngày nay bây giờ là cái bệnh lại quái ác. Với chúng con thì thánh giá đấy là thánh giá nặng nhất của với những người chúng ta. Nhưng biết vác thánh giá thì sẽ nhẹ. Mà trong 4 năm rồi con đồng hành cùng chồng con, suốt ngày con cứ theo thánh cả Giuse mẹ Maria là con xin vâng. Con giúp động viên cho chồng con là thôi Chúa gửi thánh giá cho anh cũng là cái tốt, chẳng sao cả, bệnh lý sao cả, cứ chữa là khó hỏi. Thì nó cứ động viên chồng con hàng ngày thế. Đến lúc chồng con mổ thì con bảo thế dù anh ơi, thánh giá anh cứ cố gắng đi, mổ Chúa Giêsu trên vòng gai trên đầu 72 cái nhiều lắm, thì anh đây mổ có 3 lốt mà chẳng không sao đâu, Chúa còn chịu đau lắm. Thì con cứ như thế thôi, con động viên hàng ngày. Thực ra con đổi lắm cha, con khóc hoài, con người nhà là quan trọng nhất đối với những người bệnh như nhà con, nên là người thân ai mà đã có người bệnh ung thư trong nhà thì nên có một tinh thần động viên người nhà mình, đừng có buồn bã trước mặt bệnh nhân. Con đã trải nghiệm rồi và con sẽ chia sẻ trong thưa cha. Người nhà bệnh nhân, con đấy con cứ gần gũi hàng ngày. Thực ra chúng con, vợ chồng con cũng khó khăn lắm, chữa bệnh rất nhiều là nhiều tiền. Nhưng con không bao giờ con buồn trước mặt chồng con. Con lúc nào con buồn quá, con có nhà thờ bên cạnh của họ giáo vãn sát gần nhà con. Nhưng người ta không khóa cửa đâu, con cứ ra đấy con khóc mấy đứa mẹ thôi. Mấy chúa con cứ khóc. Nhiều lúc con không biết tâm sự với ai được vì mỗi mình chồng con thì con chả tâm sự được với ai, nhiều lúc con buồn lắm, con khóc hoài. Con cứ ra tự mẹ con khóc mà con chả tâm sự gì hết, con hỏi Chúa chẳng biết nói gì được nữa, chỉ khóc thôi. Xong con lại về mà thực ra mẹ con tâm sự với cha là hôm nay là đầu tiên con chia sẻ cái này, con không nhóm nói với ai hết. Thưa anh chị em, chính vì vậy mà Chúa mới dựng lên người nam xong rồi. Người nam được làm bá chủ vũ trụ vạn vật, hết mọi thứ, mà người nam, ông Adam vẫn buồn. Mãi khi mà Chúa rút cái xương sườn của Adam ra, dựng nên Eva,
Adam mở mắt ra, thấy bên cạnh mình có Eva, mới ôm chầm lấy. Ôm chầm lấy và nói đây là xương tôi, bởi thịt tôi. Và cả hai nên một xương một thịt. Đấy, nếu không có người vợ, làm sao người chồng vượt qua được khó khăn thử thách trong 4 năm điều trị chữa bệnh ung thư. Cho nên thưa anh chị em, Chúa cho người chồng, người vợ, người nam, người nữ nên vợ nên chồng với nhau. Cũng như Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với mẹ, và mẹ cũng bên Thánh Giuse trong những lúc cay đắng, nhục nhã, ê chề nhất của cuộc đời, những khó khăn thử thách nhất. Đây là gửi tặng cho chúng con cuốn sách Con Đường Tí Thác. Ước mong rằng đúng như là người chị em vừa mới nói, trong những gia đình có những người bệnh nặng thì người nhà, nhất là người nạn nhân, bệnh nhân ung thư, đừng bao giờ trời cho chồng còn giai đoạn cuối rồi, trời ơi, giai đoạn cuối rồi. Làm cái người chồng nó đến, nó xin cầu nguyện, nó không chết, nó cũng chết. Vì nó lo, nó buồn quá. Anh chị em, đúng như chị nói là phải động viên, làm cho người bệnh thấy lạc quan, tin tưởng hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta, dù trả ơi, tôi nhầm ngồi, tôi nhầm ngồi, tôi chết rồi. Chồng quay lại bảo tôi đã chết đâu mà khóc. Anh chị em thấy không, rất nhiều người đến đây cầu nguyện mà chả có cái tinh thần tín thác, không có lòng tín thác, thì nó tín thác thì không có khóc, khóc khóc gì, khóc có hết bệnh không? Nếu mà khóc hết bệnh ra kia khóc nhiều đến tối rồi hết rồi như vậy, hết không? Hết không? Vậy thì khóc làm cái gì? Đúng không? Thưa anh chị em, phải động viên người bệnh mình chết đến khi trước khi chết vẫn cười, cười rồi chết. Sướng hơn không? Hay là hư rồi cũng chết, cười rồi chết. Người ta đến người ta viếng xác mình và thấy mặt mình sướng không? Còn đây người ta đến người ta viếng xác mình thấy mặt mình mà nó đến giọng viếng. Rồi tặng cho anh chị đây đến bây giờ cái tặng chuỗi nha, để chúng con mình là ngày lễ mẹ Fatima, chúng con đồng hành với nhau, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng để chúng con quạt cho nhau nha. Mưa nắng vui buồn sướng khổ mãi mãi có nhau. Thưa cha, hôm nay là con, hai vợ chồng con qua ngồi trong chỗ nhà thầy kia, chồng con bảo là nắm tay con bảo đi chứ, nhưng vợ chồng mình như trong mơ ấy nhỉ, chẳng bao giờ nghĩ được vấn đề đâu cha. Chúng con cũng nghèo lắm cha, tiền lận tiền tần tiền này, các thứ chúng con không có đâu. Thế chúng bảo thôi cứ cố gắng ở đây đi, vì chúng con bây giờ con làm trong phục vụ của lòng thương xót mấy phục vụ mình coi. Thế con muốn chúc mừng cho chúng con rồi, chúc anh em đi đến hết cuộc đời này